Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lặng lặng. Đôi lúc em xem hai mắt của anh, vì dù như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ, để có thể ngắm em từ xa.